Rồi tôi nói quý vị nghe, đời tôi chưa bao giờ thấy một thằng đàn ông nào bỉ ổi vô liêm sỉ và lừa đảo, nói láo không chớp mắt. Nói láo không chớp mắt và nói y như đúng rồi, vào cả cơ quan công an còn nói với lại công an á, 5-10 phút là một đứa biết nói. Trong vòng bao nhiêu giây á là có một đứa biết nói khi đi xuống tới công an, đi xuống dưới Bến Tre đó quý vị. Có đi đến một cái nơi đó, có một cái clip đó tôi đã từng đưa lên, nói thẳng ngay chỗ công an là chỉ cần vài phút đồng hồ ha. À, cái chỗ huyện Tuy Sơn, nói thẳng với công an á là trong bao nhiêu phút là tôi chữa. Một đứa câm điếc cái hôm mà đi mà bị vỡ trận mà không chữa được, mà có một người mà đi vay 5 triệu mà về muốn nhảy cầu đó. Là lúc đó đó là nó lừa bao nhiêu ngàn người bán vé xong chạy luôn, bán vé xong không chữa được chạy luôn, là vì sao? Công an không cho tụ tập, rồi những người á mua vé là mất vé luôn, không được chữa là mất vé luôn. Là câu chuyện đó đó là anh Dũng anh mới bắt đầu anh xin nghi. Tại sao nói không bán, không chữa bệnh miễn phí mà học trò nó đi bán vé, rồi người ta đến đó người ta không về là vì người ta lỡ mua vé rồi. Người ta hy vọng một là được trả tiền lại, hai là chờ nó quay lại chữa bệnh. Nhưng cuối cùng là tiền mất tật mang, ông đó đi về muốn nhảy cầu đó.